Kính thưa quý vị và các đồng chí, là một trong ba lực lượng hợp thành của lực lượng vũ trang Hậu Giang, những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ từng bước kiện toàn, nâng chất thông qua các đợt học tập chính trị, huấn luyện. Nhờ đó, lực lượng này ở các địa phương đã duy trì tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, giữ vững an ninh trật tự địa bàn cơ sở, cơ động xử lý những vấn đề liên quan đến tác chiến khu vực phòng thủ và tham gia các mặt công tác khác ở địa phương. Nội dung trên chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi. Những năm qua, cùng với việc nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang xác định, việc xây dựng nâng cao trình độ lực lượng dân quân tự vệ là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, lực lượng này chiếm 1,7% dân số, trong đó đảng viên chiếm tỷ lệ 20%. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự cũng như xây dựng khu vực phòng thủ ở cơ sở. Thực hiện đề án 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với cái công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh Hậu Giang đạt cả về số lượng và chất lượng, phối hợp tốt trong việc tuần tra canh gác và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, thì cũng tham gia thực hiện tốt các cái phong trào cách mạng ở địa phương, nhất là tham gia tốt thực hiện tốt cái công tác dân vận ở cơ sở. Trong việc nâng cao chất lượng hoạt động cho lực lượng dân quân tự vệ, cấp ủy, người chỉ huy các đơn vị đều tập trung cho công tác giáo dục, trang bị kiến thức chính trị. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương còn xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể cho từng loại đối tượng. Trong đó, đều tập trung quan tâm đến lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất. Nhờ môi trường học tập, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ dần được cải thiện, sát với thực tế hơn, nên chất lượng hàng năm trong huấn luyện đều ở mức cao. Trước khi dạng cho đối tượng là trước hết là cán bộ phải thuần thục, huấn luyện đến đâu thì chắc đến đó. Đối với địa hình của Châu Thành A là cái địa hình là sông nước nhiều kênh gạch, thì chúng tôi khi huấn luyện chúng tôi đó là sát với tình hình của đơn vị, rồi vũ khí trang bị hiện có thì báo các đồng chí. Thì đối với lực lượng dân quân chúng ta là huấn luyện là chủ yếu là các cái trang bị vũ khí mà trang bị hiện có, rồi ta tận dụng các cái loại mà vũ khí tự tạo để ta là huấn luyện nhằm đảm bảo khi có tình huống là sẵn sàng chiến đấu được. Cho các em là hiểu thêm, biết rõ về cái luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, cái luật dân quân tự vệ và là về một số cái nhiệm vụ chủ yếu đối với lực lượng dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, kết hợp với xây dựng địa bàn, xây dựng cơ sở là địa phương về vững mạnh về chính trị. Thì qua đó giúp cho các em là có được cái nhận thức đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định tốt cái nhiệm vụ, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, các địa phương đều đưa ra những sáng kiến, phương pháp mới hỗ trợ cho việc giáo dục và huấn luyện, nên quá trình học tập, các chiến sĩ dân quân tự vệ dễ tiếp thu các bài giảng, thao tác, kỹ năng tác chiến. Điều này thể hiện ở chỗ tỷ lệ khá giỏi trong huấn luyện hàng năm đều đạt trên 75% quân số tham gia học tập huấn luyện. Chuyển biến từ nhận thức, kỹ năng được nâng lên, nhờ đó mà lực lượng dân quân tự vệ đã thực hiện tốt chức năng của mình, tham gia tuần tra canh gác, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, cơ động xử lý những vấn đề liên quan tác chiến khu vực phòng thủ và các mặt công tác khác ở địa phương. Qua học tập các bài học chính trị giúp cho tôi hiểu biết thêm về một số nội dung cơ bản về luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 cũng như luật dân quân tự vệ. Nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong việc xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, từ đó giúp tôi có được bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đợt công tác huấn luyện thì bản thân tôi tiếp thu được nhiều kinh nghiệm về chính trị, quân sự, sau đó xác định rõ nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân tự vệ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm để vận dụng cho công tác chuyên môn sau này tại cơ quan đơn vị. Song song với việc tổ chức học tập, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, các địa phương đều xây dựng kế hoạch thi đua chất lượng huấn luyện và phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới qua các buổi dã ngoại giúp dân.
Vì vậy, ngay từ việc lựa chọn địa điểm, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện đều tổ chức huấn luyện ở các xã đã được chọn xây dựng xã nông thôn mới. Cụ thể như ở thành phố Vị Thanh, trong đợt huấn luyện này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã chọn và đăng ký thực hiện tiêu chí về xây dựng cảnh quan, môi trường ở xã Quả Tiến, một vùng đất giàu truyền thống trong hai cuộc kháng chiến và là địa phương đang được thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chọn xây dựng tiêu chí nông thôn mới. Thành lập ban chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới. Song song đó thì đã phối hợp với đảng ủy ban nhân dân xã Quả Tiến xây dựng quy chế, kế hoạch trong công tác vận động quần chúng, phối hợp với địa phương là thực hiện cái tiêu chí số 17 về môi trường, sớm giúp cho địa phương xã Quả Tiến hoàn thành cái chỉ tiêu. Qua nền tảng xây dựng được, cùng với những phương pháp mới đưa vào thực tiễn, tỉnh Hậu Giang luôn hướng đến việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng tại chỗ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào.